Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Nhân Giả Đồng Quê. Chào cả nhà. Bữa nay là nhà vườn sẽ nấu một nồi bún cá nha ông bà cô chú ơi. Thì hôm qua là bán được bắp đó, ông Tư cho hết trơn cái phần tiền đó. Hôm nay vườn sẽ lấy số tiền đó để nấu nồi bún cá để đãi mấy thím luôn nha. Giờ hai vườn với thím ba sẽ đi hái rau trước. Có rau gì hái rau? Có cái rau gì thì hái rau đó. Trước tiên là nói là rau muống nè, bông điên điển nè, rau nhút nè. Là ở đây là nhà mình có hết luôn. Vòng vòng ở đây ra hè là tí xíu là có ăn. Ôi lục bình cái này nó nở dữ kìa. Thôi rau nhút này ăn gãy răng. Là rau nhút mà Thái. Không mà công nhận tốt ghê luôn á. Mà sống dai. Không có phao. Rồi ra đi gặp con muốn ngon hái. Con Hoàng ông dẫn thêm ba đi lại cái ổ ong. Bữa đó chị trời chị ó bước xuống. Ôi da, ôi da, ôi da. Cô đất hỏi ai gom gì dữ à. Mới có mấy mũi à, 9 mũi mới chết à, 4 mũi chưa sao. Đây bông điên điển bông nhóc hết trơn luôn nè. Đó. Ôi nhiều lắm ba, còn bông búp không luôn kìa. Bông búp nó hái đi. Thôi giờ mình vô mình hái cái đi, hái bông điên điển trước cái đã. Con sẽ quặng xuống cho thím ba hái. Ăn đu đủ không? Đu đủ vào không? Đu đủ làm cái gì? Hái nào đầy sời đó về. Hái nào đầy xề đi về. Sao cao dữ ta? Điểm cao, lâu năm rồi. Nè thím ba ơi, con quằn cây xuống nè. Đâu? Trời ơi, quằn. Mấy con dê nó kêu. Be he dữ rồi. Đè nguyên chòm luôn nè. Nguyên một chòm luôn. Nguyên chòm. Chui vô đây mà hái. Tha hồ mà hái. Hái thí đi, hái búp nở gì cái nào ăn búp được. Búp nở hái. Nào ăn được mình hái. Mà thường là cái bông búp thì nó sẽ ngon búp hơn. Búp mới ngọt. Nó ngọt nữa. Sáng này là bông búp, chi trưa nó bông mới nở. Chi trưa là nở rồi hả? Ừ, hay bây giờ là nở rồi. Ôi da, thôi cởi cái nón ra mới được, nó đụng. Nè, cái này là chi trưa là nở nè. Không? Vậy là chiều là mình ăn bông nở sáng. Chiều là bông nở sáng mình búp. Trời thì người ta hất sớm, ta hái nó 4-5 giờ nó hái á. Dạ. Bông nó búp. Bây giờ á là bắt năm ống đi mần rồi. Mà giờ bỏ cái đám điên điển này không có ai hái. Này là tiền ông bằng sáng với ông uống mần lít rượu. Giờ ông nghỉ rồi, nhậu rồi. Mần rồi. Nghỉ hái cho bà con ai ăn hái. Không mà bắt năm giờ có việc làm mà cũng ổn định rồi cũng mừng. Ê. Búp gì nó mới ngon. Búp gì mới ngon nè. Sáng này thì chị Bảy với chị Ó thì đi mặn này. Cho nên Diền thím ba sẽ nấu người một tí cho hai người đó ăn. Ngày qua thì hai người đó nướng người đi bán. Bữa nay thím ba nấu lại. Là ây dạ. Mặn gì. Chàng ơi, rồi hồi đạp banh cái nón luôn. Quằn xuống cái một đống luôn nè. Này cái tờ thằng ơi. Vì quằn xuống một nhánh nè ông bà cô chú. Này chỉ một nhánh thôi nha. Mà bông nó như vậy nè. Lừ can hết trơn luôn. Cái này là hôm qua nó nở nè nè. Đụng vô cái nó rụng nè. Cái này nó nở qua nè. Còn cái này nó sẵn nở nè. Thấy không? Bụt gì nè. Bụt gì là nó ngon nè. Bụt gì nè mới ngon nè. Còn mấy cái bông này là nó nở ngày qua nè ông bà cô chú. Đụng nhẹ nè. Cái là nó rụng nè. Rụng hết trơn. Hái cái bông nào mà búp gì nè. Kiều nó nở. Bữa nay là mình vào bông điên điển rồi. Ăn điên điển nhiều. Ăn điên điển đi. Không, điển này không nhiều quá không sao, nó sạch đép à. Đúng rồi. Điển này nhiều ngon chứ đâu có gì đâu. Để nhánh luôn. Tha nó đi. Để ổn. Nè. Nãy giờ là thím cháu tiễn chọn. Mà bẻ cái bỏ gỗ à. Chàng ơi, cái cạnh bên kia kìa. Và cô chú dòng kìa. Vàng hực trắng, vàng hực hết trơn. Ôi, mình luôn. Đi qua đó đó, vàng nó mình bà đi lên trển mình hái ái luôn. Hái rau muống luôn, mình đi cạnh đó đi ngay lên luôn. Cạnh nó dày lên nó nhiều kìa. Bọc qua luôn. Quá trời đi đường luôn. Này là nó bí nè, đường này là bí rồi. Còn đường này đi thẳng ra đường ngoài được. Đi thẳng đây nè. Ôi, bông búp đây nhiều nè. Ở đây trộm bái rồi. Ừ. Trộm này mới nè. Có cà nè, coi có trái nào không? Trời mình đâu có ăn cà, lấy cà làm gì? Có bông nè. Đâu có, đâu có mắm đâu kiếm cà. Ê, mình hái này hồi mắc ghiền á ta. Hái hồi hai cháu bán luôn. Đúng rồi. Hai cháu mình đi ra hái kiếm một mớ vốn mời đi buôn. Để bán cái ông nằm. Điển đâu ha, bán hả? Thím ba con quặng nè, thím ba. Cái hỏi ừ. Bắt nằm hỏi điển đâu ba bán hả? Của ông đó. Của ông đó, ông bỏ tôi mốt đó. Đây. Cái mời mốt cơm thức sớm đi hái.
ổng còn hất nổi sao. Nãy tính ngủ bắt năm đi rồi nhưng mà điện thím ba vô, thím ba không có bắt máy. Điện thoại điện ấy mà gì hả, điện nó xài cái nít nó gì rồi. Hiền ba hồi giờ không có điện thoại đâu. Vậy hả? Đổi số quá được. Thì con điện số mà. Số mà. Ừ. Số chắc không ra máy. Rồi xong. Số rồi để em sim đâu không có chú ba mày. Rồi xong luôn. Kế để là xong máy luôn. Giờ sẽ ké điện thoại đi. Đây, bông điên điển hai điếm cháo. Hải vùng gỗ luôn, đầy dung luôn. Hết chỗ để rồi. Cái hàm hết rồi. Cái hàm. Nhưng mà dòm ngoái lại cả nhà. Còn nữa. Bông vẫn còn nhóc chân nha. Không phải hái hết đâu. Rồi giờ dồn qua cái gỗ này đựng bông điên điển. Còn cái kia mình đi hái rau muống. Kiếm rau muống hái. Đi kiếm rau muống hái. Quá duyên. Trước nè. Mình đi quá duyên từng món từng món. Quá trời nhóc ngon kìa. Cái này thím hai á đi cắt rau về nè ông bà cô chú. Rồi cái bắt đầu cái bó chú hai ra chở vô. Giờ xin thì cái kén chọn nó hay gì? Không có. Thấy nó ngon cái bó nào cũng vậy nè. Bó nào cũng vậy à. Đó. Đó. Bỏ nhiều nhiều đi. Rồi. Có chinh mà. Ê, được mình chưa? Lỡ mình xin mang tiếng xin này. Rồi. Chinh nhiều nhiều đi. Con cảm ơn. Bắt đầu mình đi quá duyên tiếp tục. Đi kiếm rau muống. Bông súng không có ăn được. Hai thím cháu đi quá duyên về tới nhà rồi nè ông bà cô chú ơi. Thì một mớ rau muống rất là ngon luôn nha. Đây, rau muống. Phượt phượt non xèo luôn. Nhúc. Để thêm gấu nhúc. Với lại đậu đũa. Bữa nay là sách gỗ là đi là đủ rau luôn rồi đó. Có cái bắp cải nữa. Hồi sáng có mua cái bắp cải nữa. Dạ. Rau nhiều lắm. Đó. Bói lặt bông điên điển nha bà cô chú. Dạ chứ hả. Dạ ông bà cô chú đi. Dọc quá chứ lặt gì. Mày mà lặt được điên điển tao kêu mày xin 10 tỷ. Xin tỷ. Dạy rồi, kêu đại tỷ luôn. Kìa bóc qua bóc lại kìa, bóc qua bóc lại kìa. Nè, cầm bông tước kìa nè. Ủa, ghía. Tước ơi. Nhìn theo đó. Tước ơi. Nhìn cái tay kìa. Nắm cái cọng. Nè con tước vậy nè, nè con nắm này nè. Nè con nắm cái bông này nè. Nè, nó. Nè, nè. Nó. Nè, ngứt coi. Ngứt từ bông gì? Ờ, sợ cái cọng điển bông điển ra. Cờ phái rồi kìa, phái rồi kìa. Trời bông điển đâu. Nè, để vô đây nè, để vô gỗ nè. Quê. Để vô gỗ nè. Rồi tay này cầm. Ừ, cầm. Trời ơi, chết. Nói gì hai mày dạy mày là làm buổi vậy đó. Ừ, tước bỏ vô gỗ đi. Ừ. Đó, nay bói nhờ được rồi đó nghe. Dạ, làm liên lát cho anh tao búng. Thì cá viên cũng đã mua rồi đó. Rồi mình ngâm nước muối một tí xíu rửa sạch lại. Giờ trước tiên xử lý con rau này đi. Có giỏi nước phá thì hay. Bữa nay là ăn nồi bún cá đã một bữa nha. Bữa nay ăn rau nhiều. Rau quá rau. Nó chứ ăn bún thì mình nhờ rau. Trời ơi em đứng luôn rồi thôi. Vì có mua thêm cái bắp cải nữa ha. Ăn cho nó ngon. Thì bún cá cái món đặc biệt là bắp cải với lại đậu đũa điên điển. Nghe nhóc. Với lại rau muống thì ít thôi, chỉ kèm vô cho nó có hơi rau thôi. Đậu đũa bào. Đậu đũa bào này rất là ngon nha. Đậu đũa này là mới hái luôn nè. Vừa nó giòn. Cọng nó nhỏ, nhìn thấy thèm. Ơi thím ba có chỗ á. Ta nấu bún cá đậu đũa này người ta cắt khúc chứ không phải giống như là bạo như mình đâu. Để nguyên khúc. Để lật ngang vậy đó. Giòn, nó giòn. Không, tùy theo dùng. Ở dùng mình ăn thì mắc bào. Này nè, muốn giòn thì vừa trụng ra lấy vô rồi nó giòn cuối mà. Trụng xương thôi, đừng trụng nhiều, trụng nhiều là nó không xương nó thôi, đừng hồi đậu được rồi. Dạ. Chứ để sống mới ngon. Mình thấy ăn cái đậu đũa đâm ta để thí đâm đúng rồi. Không? Ăn nó giòn thí, giòn thấy à. Ăn sống được mà, đậu đũa này ăn sống được mà. Ừ. Còn chèo con nhúc là ngon cực kỳ luôn. Cọng nhỏ nhỏ gì nè, ăn nó không có bị ngán. Nay rau nào cũng ngon hết. Nó mất tiền để mua luôn. Ở đây ra đồng chút xíu à. Không mất tiền để mua gì hết luôn. Ví dụ như không có ở ngoài thì mình cũng đi quá duyên. Hai đứa ba đi ngồi không tốn đồng bạc mà gỗ luôn. Hồi này là một xề là dữ dội lắm đó.
nội nhìn xề rau không là cũng thấy thèm nữa, không cần bún đâu. Mà ở nhà viện á toàn là đa phần là sâu rau là nhiều. Chị Ó cũng ăn rau nhiều à, có chị Bảy à. Có Bảy là không ăn rau, Bảy là bé ăn rau thôi. Giấc này thì bắt năm ra, Bảy đẹp cũng ra rồi nghe cả nhà. Hello cả nhà. Mình câu chuyện mình dữ lắm, không có không các bạn ơi, tính vô động ăn mà để chua gì hết vô đợi cho mặn. Có chứ. Có mặn mới có ăn chứ. Có. Ai mà sẵn chưa ăn à? Thế em cháu ta vừa hái rau vừa làm về là bào sẵn chưa? Tại về là ta làm sẵn hết trơn rồi đó. Đầu tư vốn vô mất mặn mới được ăn. Nó chứ tại có hai tay à, làm không có kịp chứ kịp. Vậy là thua tôi chó rồi, người ta tới 3 đầu 6 tay 12 con mắt. Sáng là đi guồng hết trơn, bóng đám bông điên điển của Bắc Năm luôn. Đi từ đầu này chỗ tới đầu kia luôn. Hai bán mà không đủ bán thôi để ăn thôi, để ăn. Thấy hàm nó nở, thấy hàm. Thấy hàm mà hái hoài, hái một xòi luôn. Hái hội xề đầy dung. Bảy đâm ngải nghệ chút xíu nó khử cá nha cả nhà. Bún cá mà không có cái đó là không ngon. Thiếu gì thiếu chứ cái đó là không thiếu. Giống như là để gì ta nói là ai xấu xấu thì sắc xả nạo dừa. Giờ hơn Bảy không có nạo dừa. Còn nạo là ăn gì ngu rồi. Đó không ăn dừa, phải ăn dừa bắt là nạo nữa rồi. Ờ vậy. Này ăn xả thôi. Bây giờ dì sẽ quay ra màng mấy cái đầu cá nè bà con chú ơi. Bữa nay là nấu cá ngoài đậu nghe. Bắt Năm đi vô chuẩn bị sắt cái rau củ để lấy nấu lấy nước ngọt. Lát nữa mình luộc cá thì mình lấy nước ngọt luôn. Đây mình chuẩn bị thả cá luộc ở nhà, mình vớt ra mình thay rồi đó. Bỏ ra bỏ đó. Bập chặt hết. Rồi thả dần dần nó ra nó cũng không để cái ruột cái chữ. Và đẩy cho nó vớt mấy lỗ tôm sáng. Rồi mình nếm luôn. Mình đẩy đây nè. Thấm con cá. Đẩy ruột nó ra luôn, bằng ra luôn. Xin gì nè. Được. Cái chuyện ơi. Thì đó nè. Cứ kéo mặn nó ngạp. Nó rút mặn nó được. Muốn cục đó mất tiêu. Tỉ. Nhìn lại. Ngải nghệ đã đâm ba cái đường rau nha. Rồi bây giờ dì sẽ khử cái phần ngải nghệ với xả chung nha. Một nửa dì sẽ cho vô nồi nước lèo, còn một nửa thì dì sẽ khử cá. Cho xả vô. Cho xả nó thơm đi lên chút xíu đi rồi cái mình cho ngải với nghệ vô. Cá được luôn hả Thím Ba? Ừ, cá này có trứng. Được luôn. Được cả ha. Được. Cá đó hơi hơi thôi, mình đừng lùng mềm quá. Thì Thím Ba sẽ vớt cá ra luôn. Bùng ra. Quá, wow, nó bùng kìa. Nào nghe, cá này thì mình dễ lấy xương. Xương ở chỗ nào là nó ra chỗ đó à. Ngon cực kỳ nha. Nêm nếm chưa hết bà? À, để rồi, nắp nêm lại. Dạ. Xả nó có mùi thơm rồi đó. Được. Nó bắt từ nó nè, hàng nêm nắm đâu. Chị sẽ cho ngải nghệ vô luôn nha. Nói rồi phải không? Nói rồi thôi, cô mới.
có màu lên liền cả nhà. Mình thử cho nó thơm lên được rồi đó nha. Vậy sẽ tắt bếp cho phần nửa vô cái nồi nước lèo. Sẽ cho vô. Còn nhiêu đây thì để chút nữa thử cá. Đầu cá mặn sọc rồi nè. Bây giờ dì sẽ nhét xả vô bụng nha. Cái gì? Cái vụ gì? Nào giờ không có làm mấy cái vụ này. Ăn thì ăn, không có làm. Thì đây nè, chọn. Từ từ. Còn luôn đâu mà chè sọc với chồng. Trời ơi, gì nè, cho nó mới thấm điệu. Thấm sao thấm đi, tại này thôi. Bởi vậy, mẹ ba khúc á, ba khúc. Nè, lần sau ta rút kinh nghiệm nè. Đúng rồi đó. Trời ơi, lần đầu lần sau ta rút kinh nghiệm. Mặn mà nghiệm. Nào giờ mình có mặn cái vụ này đâu mà bế. Thấy không? Ok con dê. Coi Trần Tiểu Thơ kìa. Đủ. Vì nhét xong rồi đem thả nồi nước luôn nghe. Nồi nước này chắc này thả vô một cái nha. Rồi là nó thấm. Thấm ngon thật kỳ luôn. Ngon từ thịt, ngọt từ xương. Sẵn tiện mình lấy cái nước một cá này mình nấu nước này. Mang ba nghĩa đây. Đây. Vô thả luôn. Này nè, có ngải với nghệ vô cái màu vàng. Thơm nước mũi. Thơm nước mũi luôn. Thơm mùi bún riêu, cá. Lên màu liền hai bà. Xong. Còn chùm ruột đó. Béo. Mở ra. Ngon ghê. Thất vọng. Bây giờ sẽ gửi cá nha. Cái phần xương thì nó nằm ngay chỗ này nè. Cắt ngay chỗ này mình lấy xương ra. Có đường mọc. Mình sẽ cắt ra từng miếng nhỏ luôn, lần tí xíu nữa khỏi cắt. Thử chiên cá này chiên. Mình có mua thêm mới chả cá nữa cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Chút chảo lên chiên rồi. Mình chơi chả cho chiên nha. Trời ơi, mấy đứa nhỏ này nó quá thế rồi. Nghe mày nó đói mà la dữ ta. Nó la cỡ nào nữa. Bởi vậy nè, lúc này nó chín nó con hổi lên nữa nha. Cắt ra nè. Ồ, mau dữ nha. Con rượu luôn à. Gã. Gã luôn hả? Bung thịt luôn rồi kìa. Bung thịt luôn rồi. Nước sôi mà. Nước nó sôi quá sôi. Ồ, quá. Nó giá đi. Đậu con sạch hơn nè.
Mấy cái thì gì? Như 7 cái hay gì mà. 4 cái à. 5 cái. Ok đi cho 7 gì ơi. Ồ cái này nó bự. Nó hả quậy luôn rồi kìa. 6 cái. Thôi. Mấy em lại mở cửa, lại mở cửa với em. Màu chín ghê mới thả vô một xíu. Vậy thì sẽ khử cá nha. Cá dễ xong hết rồi đó. Mình lấy cái phần thịt. Cái này thì mình đừng có sơ nhiều nha bà cô chú. Mình chỉ nâng thôi. Sơ quá là miếng thịt nó sẽ bị gã. Hổ buông luôn. Cao lên đó. Cá này dì sẽ nêm nếm vô cho nó vừa ăn luôn nha. Cho xíu thịt nêm. Miếng bột ngọt. Cho xíu nước mắm. Rồi, mình xào cho nó khô cá lại là được. Cho con tải vô luôn nhà nè, sắp bữa ăn rồi. Dậu dậu. Nấm luôn nha. Nấm đó là để nguyên nữa là ngon. Ăn là thế nào cũng xịt. Hồi nãy quên khứa. Gài bẫy. Quên khứa nó ra. Để cắn là làm bẹp. Cá viên đã vàng hết rồi nè. Bây giờ dì sẽ tắt bếp để cho ra mâm rồi chuẩn bị trụng bún ăn luôn nha. Nó vàng ươm luôn. Trời ơi, mình lấy tô bảy lấy à, bây giờ là chuẩn bị ăn luôn nha. Chỉ là mấy này để trụng thôi, còn giá giấy rồi mình để không hả? Không, giá đâu, cũng mày để lên trên. Bảy đừng đủ thôi. Biển dưới là nhúc để lên mặt. Chị trụng giá, rau muống với lại bắp cải thôi. Rồi đỉnh dưới đấy để trên mặt. Đỉnh dưới bao nhúc là trên mặt. Bắp cải luôn ha, bắp cải cũng trụng ha. Cải để lên mặt hả? Để lên mặt luôn đi. Dọn không? Ừ, cũng được. Hai thứ thôi phải không? Trụng nhiêu đi. Bắt đi để anh mặt đây. Trụng xong gì sẽ để cá lên. Bố à. Rồi đây đặt bưng sắp ra nè. Đi kìa. Cái này mình bóc để lên luôn ha, hay là múc nước đi rồi hả bóc để lên. Ơi mình múc mình để vô đi, múc nước chế lên luôn. Ờ múc nước chế thì xong. Ừ. Phải không? Ừ. Để thẳng luôn đi. Đi. Hồi á bưng không, múc nước á bưng luôn. Đếm rồi được nhiêu người. Con đếm có bao nhiêu con? Thì con biếm bao con mi, con bói, con gì đó, con nhí, con khang nào đó. Cái cộng lại. Giờ bà ba nó múc nước lèo vô nữa là thưởng thức nha. Còn miếng xương.
Chị lấy đồ đũa lại gấp rau răm để qua trên bàn. Để dài đọt lên chứ. Mày bẻo nóng bẻo. Ôi xù xù. Nóng lắm đó. Là trụng đầu. Nè. Trụng lại cho nó nóng nha. Này, đầu cá mình cho vô cái dĩa. Cho miếng gao luôn lên. Đầu cá nhiêu tiền? 20 ngàn. Đầu bự 30, đầu nhỏ 20. 25. 25, 20. Nữa thôi, chụm nữa thôi. Đầu nó thôi, chụm như được rồi, chụm nhiều quá, ăn không hết. Không hết thì ngưng. Ừ, ngưng đi. 4 năm đầu rồi. Rồi, dứt anh em rồi, ơi. Rồi, xong. Dứt. Lên dĩa. Lên dĩa, lên mâm. Mè đó con mè. Rồi, bún cá đã chín rồi. Viện mời ông bà cô chú, anh chị và các bạn cùng ăn bún cá với gia đình luôn nha. Mời, mời cả nhà mình cả chú ăn cơm. Ủa ăn bún. Bún. Bữa nay là ăn bún cá Châu Đốc. Mời cả nhà ăn bún. Mời quý ông bà cô bác và anh chị em xúm nhau vô ăn bún. Quá tròn quá đấy. Cái tô này là cái đầu. Nấu cái đầu ngay cái tô. Vì lộn rồi, lộn chỗ rồi. Vì trả đầu qua đây. Đưa qua túi bên kia. Đây. Đầu ba mình đó. Cho miếng ớt kìa. Chấm chấm ăn đi. Giò. Mời cả nhà nha. Ăn một cá ớt nữa hả? Này có cái ruột. Cái bò kìa. Có anh Dương Dương nè. Dạ Dương ruột không? Hả? Vậy mấy trụng con này không có miếng đậu đũa nữa trời. Hả? Gì vậy? Hốt để vô thêm. Hốt để vô. Dân ăn rau, rau mà bảy bà không để rau. Bà không ăn rau mà bà không để ăn. Biết cái đồ bà ăn đó. Ghét tôi gì. Dị nắng đi. Trời ơi, cái dĩa rau sống. Rất sống. Cảm ơn chị. Thì à, ăn ngon à. Tân tân cũng đủ. Có đậu đủ gì rồi. Con có rau đi. Đợi đi con ăn nào, con gắp đi luộn bên. Con rau đi, cho ngon. Cho không biết, có chắc. Cái tô bún mà chàng chè ăn này biết nào mới giật cái tô bún này trần. Quá xả. Bà Bảy với bà Ba này là trụng lần một, ăn lần một mà chứ không cho ăn lần thứ hai đâu. Trời ơi, cái phần nấm rất là ngọt luôn. Mọi người ăn đã. Giòn. Hương ngọt thật thật. Để cho ăn con xe. Ừ. Còn nó muốn nước rồi trời. Con nóng nè. Quạt ngủ. Còn nước nghe đã mình chưa? Nóng nóng. Còn con rồi. Cái nguyên có đồ luôn rồi. Chờ nước bấm đi. Ngọt quá. Coi không? Đã rồi. Quá ngon, lâu quá rồi không ăn bún cá Châu Đốc, bữa nay làm nồi quá ngon luôn cả nhà. Thường không, ông Tư bữa nay ông Tư là đi chạy xe đi rồi, cho nên không có ở nhà. Lát về cho trụng sau. Nữa hả? Cay không? Ngon không bác Khía? Ngon. Bà Khía nhập bằng cái miếng này, miếng mập lên. Từ từ biết cũng mập à. Cỡ này là cô đất là hay có da có thịt lại đó không? Tròn tròn rồi đó. Cái đứa này đi chung heo hoài là từ từ nó mập lên hết trơn. Cá rồi? Hả? Chị Năm rồi á? Cá nhiều lắm luôn á. Năm cá đi. Tính nó trụng cái tô bún này là cho mình nghỉ ăn đầu cá nè. Đúng rồi. Quá bự nhiều luôn. Cái này bà Bảy có cố tình không phải gán mà. Em chỉ nướng rồi. Ăn rồi mới nhớ. Rất là ngon. Gán đi. Ngon lắm ngon. Hôm nay bà Ba Niêm nồi bún quá đẹp luôn.
bà kia em ơi, lại làm ký đồ để ăn thôi. Nó hết rồi đó nha. Hết rồi bà kia. Không biết. Tùy lượng. Tới đâu hay tới đó nha. Bót gán. Nhỏ mà quất cái tàu bự nữa. Chờ cặp bắp lận 2-3 trái nữa bà ba. Bót rồi. Wow. Ngày qua ăn 2-3 trái bắp á. Bắp ưa mà. 2 trái. Đúng rồi. Đúng rồi. Cặp 10 trái rưỡi. Điếm ông Tư là tới giờ chót là 10 trái gử. Dạ, ông Tư 10 trái gử. Mày điếm quá thôi tao nghỉ. Trời ơi, đất mày điếm quá thôi tao nghỉ. Bắp non. Thẳng thái bắp đó chị. Cái gì dài được không ai? Không, không lựa bắp non cũng ăn á. Thái bắp đó đó. Mua cũng vậy là mua là lựa non chứ không có già. Nay nước lèo ngon quá bà ba. Ừ. Nó một bún quá xa. Ăn bữa nay là gặp mà muốn gặp bún giá là sợ luôn. Thịt này. Này là có xương. Còn hai đứa này chay cho nó ăn này cho chết bà nó đi kệ nó. Con gái con ăn nó đi. Có gì bà dám ngồi đây để tiếp chặt. Không không nói nặng, nó tỏ. Còn đây nữa nè bảy. Để ăn đi. Mày cho hai đứa ăn đó, ba đứa ăn. Bảy nói là đợt sau coi không? Coi ông Tư có cho cái gì nữa không? Lưỡng quất nồi bún cua. Ăn bữa nay rồi tính để đợt sau nữa. Ăn bữa nay là mờ tới. Tao nửa bắp ba vàng nó bị giạt đó. Mấy cân đi bán đi. Cho con gái bán ăn mũi hả? Lại quay tới nửa giờ. Bắp có sao là bị giạt nhiều. Hai đứa bên đây còn bên chị miếng hỏng ra giờ. Chị hay quá. Ăn sầu. Ăn sầu là bắp nó chắc lội luôn. Sáng nhà trai kêu ăn cơm thì nó hồi như lên trên cô Diền. Ướt ngực. Có hết rồi. Bắp. Bột nè, ớt nè, nước đi con nè, nè. Ớt nè, đó, ăn nhiều nhiều vô luôn. Ăn vô. Nhiều nha. Nhận bồi bổ sức khỏe, hởm gài. Này là rồi. Rồi nha, nó bệnh yên yên. Cho mình mới buồn quá thôi, không tham dự ăn. Đi động. Thì hôm nay á là bán chai viện á cho ba cái bắp nướng đó ông bà con chú, rồi cái bán lấy cái số tiền đó. Hôm nay là mua cá lên nấu một nồi bún cá rất là ngon luôn á ông bà con chú ơi. Thì thôi viện xin tạm dừng video tại đây nha. Kính chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.